Xin chào tất cả các bạn. Quang hôm nay ship cám cho các bạn ở xa đây. Quảng Bình này, 1 cân cám này. Cả vào hộp nó vào 1 cân 66g, 68g. Và đây khách ở thành phố Hồ Chí Minh. 1 cân. Đây Quang gửi bưu điện cho mọi người nhé. Đây anh Trần Văn Cang này là lấy lần này là lần thứ 3 cám rồi nha. Quang sẽ gửi, mọi người sẽ nhận bưu điện và trả tiền cho nhân viên bưu điện ạ. Đây là anh 2 cân của anh Dũng ạ, ở Bình Phước ạ. Cái cân này nó quá. Cái cân điện tử nhà Quang nó chỉ có 2 cân thôi. Cái này 2 cân thì cả cái vỏ hộp vào nó hơn 2 cân. Đâm ra là không thể cân được cái cân này được. Và cám của Quang làm ấy thì Quang sẽ gửi cho các bạn bằng cái hình thức như thế này. Và có cân chính xác và cân điện tử đây nha. Đây như cái này thì là 1 cân 10 gram ạ. Cân hơi tươi. Dạ vâng. Đây cái cân này đây. 1 cân 04 gram. Ở dưới xưởng Quang sản xuất thì nó không có cân điện tử, cân bằng cái cân kia thôi thì thường thường là cân cũng hơi dư thừa ra cho mọi người. Đây, đây 1 cân. Đấy. Cái cám này mọi người về bảo quản vào cái hộp, ví dụ có những cái hộp như kia kìa, hoặc cái hộp như này này. Thì các bạn sẽ bảo quản trong vòng 6 tháng, vô tư không bị mốc. Cái cám này thì các bạn... đây là các cái giấy Quang khai để gửi cho bưu điện. Đây. Cái tiền phí thì 1 cân thì nó rơi vào 40.000. Và cái tiền phí ship nhận tại nhà đấy, 2 cân thì 60.000. Và 3 cân thì chắc chỉ vào 70.000 tiền phí ship thôi. Và đó. Quang sẽ đóng gói ship cho khách hàng như thế này. Đó. Và đây là những cái khách hàng đã lấy này, cám của Quang này. Đã đây ví dụ như vào Cam Ranh Khánh Hòa thì hết 55.000 tiền cước 2 ký. Đó. Đây vào Đồng Nai này. Đó. Khách ở thị xã Gia Rai, Bạc Liêu 1 ký, hơn 1 ký 45.000 tiền cước. Đây Quảng Ninh 33.570.000 tiền cước. Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 35.000 tiền cước. Bắc Giang 2 kg. Và bưu điện xã Xuân Lương gần 60.000 tiền cước. Vĩnh Phúc tiền cước đó. Và đây thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 39.000 tiền cước. Đây 1 cân cán đấy. Đây Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tiền cước là 27.000 với 13.000 thu hộ là 40.000 tiền cước. Long An 42.000 tiền cước. Cước 1 kg. Đây 1 kg. Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 42.000 tiền cước. Đó. Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 2 kg. 55.000 tiền cước. Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 39.000 tiền cước. Đó, vâng, rất là nhiều. Ờ
đây là những cái hóa đơn Quang đã gửi cho khách anh Dũng và Thác Mơ. Đó, 60.000 tiền cước là 2 kg cam chim. Đây, cái này là đã, anh này là đã lấy, lần này là lần thứ 3 rồi. Cám của Quang là rất là đảm bảo. Vâng. Thực tế thì chim ở nhà Quang nuôi thì các bạn đã biết đấy. Vâng. Cái clip này Quang giới thiệu cái cám họ Mi nhé. Quang chuyển cho mọi người qua cái hình thức bưu điện là như này nhé. Đó. Vâng. Và mọi người chỉ việc ngồi ở nhà nhận cám thôi. Nếu mà ở về các cái tuyến huyện ấy thì số nhà nó không rõ ràng ấy, thì sẽ về cái bưu điện gần nhà nhất. Về cái bưu điện ở gần nhà. Vâng. Đó. Thế bạn nào mà có nhu cầu lấy cái cám họ Mi thì chỉ cần nhắn rõ cho Quang cái họ, tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận. Họ, tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận nhé. Mọi người sẽ nhận cám ở tại nhà. Quang bán cho mọi người là 150.000 tiền một ký. Bán trực tiếp cho anh em. Thế về đến nhà là coi như gần 200.000, coi như 200.000 tiền một ký. Thì cái cám ở trên thị trường thì nó rơi vào tầm 20.000 một lạng. Cám họ Mi đấy thì Quang chỉ bán anh em là 115.000 thôi. Cả tiền phí vận chuyển về tận nhà thì các bạn mới đến cái giá đấy. Và đây là cái sản phẩm cám như Quang này. Chim ăn là sẽ một thời gian là sẽ lông sẽ óng mượt, có màu lông, thay lông sẽ vàng sáng nhé, chứ không bị xỉn màu như các cái hãng cám khác ở trên thị trường đâu. Cái cám này ấy, thì đặc biệt là mình sẽ không cho cái lạc ở trong Nam gọi là đậu phộng ấy. Thì con họa Mi nó rất thích ăn lạc sống, lạc rang, lạc luộc, cứ cho vào là ăn hết. Cho nên cám ấy thì Quang sẽ không cho vào cái thành phần đấy vào cám. Cho nên là cám có thể bảo quản được rất là lâu. Trong vòng nếu mà các bạn cho vào cái hộp kín thì các bạn có thể để được 6 tháng mà không bị mất mùi. Và đặc biệt là cái cám này rất là thơm nhé các bạn nhé. Đấy. Và Quang nuôi từng đấy con họa Mi rồi thì các bạn biết đấy là chim nó đẹp như nào. Thì các bạn ở Hà Nội thì nhiều bạn đã đến nhà và biết. Và thế còn đấy, ở đối với các bạn ở các tỉnh thì đây, cái sản phẩm cám Quang sẽ gửi cho mỗi người là 1 kg một như này. Và Quang sẽ đóng vào cái hộp như này để gửi bưu điện cho các bạn. Và đó, bạn nào mà có nhu cầu lấy cám ấy thì cứ nhắn tin vào cái số điện thoại này của Quang đó. 0983494068 thì nhắn cho mình rõ họ, tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận nhé. Và mình sẽ gửi cho các bạn đến tận nhà qua cái hình thức bưu điện. Đây là các cái hóa đơn mà Quang đã bán cho khách trong mấy cái tháng vừa rồi. Thực tế ra thì cái dòng sản phẩm cám này thì Quang đã cho chim ăn là 3 năm đó. Và chim ăn rất là ổn định về cái đường tiêu hóa, hót tốt, màu lông sáng vàng đẹp. Và gần đây Quang chính thức Quang nuôi thành công mấy con họa Mi và Quang chính thức quảng cáo cái sản phẩm cám này nhé các bạn nhé. Và đó, bạn nào mà có nhu cầu thì cứ nhắn cho rõ cho Quang qua cái số điện thoại này nhé các bạn nhé. À. 0983494068. Các bạn sẽ nhắn tin cho Quang cái họ, tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận nhé. Quang sẽ gửi cho các bạn. Vâng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.